Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào một bộ truyện mới. Bộ truyện mới nhất của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, là một tác giả đã xuất hiện ở trên kênh hợp tác rất nhiều với Nguyễn Huy qua những tập truyện như Nợ Duyên, Bóng Người Dưới Trăng. Gần đây nhất là bộ truyện Căn Nhà Hoang Giữa Núi mà được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Và hôm nay chúng ta đứng bước vào một series những câu chuyện có tựa đề là Những Vùng Đất Ma Ám, thì sẽ chia làm các hồi. Và chúng ta sẽ nghe hồi đầu tiên là Áo Dài Của Quỷ, hay Huy đặt tựa đề là Áo Dài Ma ở trên kênh, để mà tránh những cái quy định của YouTube. Bộ truyện Áo Dài Ma này Huy sẽ xuất bản trong hai video, tối hôm nay và tối ngày mai. Rất mong là sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của quý thính giả bằng việc hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngày hôm nay Huy xin thông báo một vấn đề là Huy đã thành lập được kênh Sớm Ngôn Tình. Nếu như quý thính giả nào yêu thích chuyện thể loại khác nữa do Nguyễn Huy diễn đọc thì hãy qua kênh Sớm Ngôn Tình để mà nghe chuyện. Còn tất nhiên về chuyện ma, Huy sẽ phục vụ hai chuyện một ngày như thường lệ, không có gì thay đổi cả. Mong là mọi người hãy luôn luôn ủng hộ. Thời gian đầu khi mới thành lập kênh thì các bạn search YouTube nó sẽ ít ra hơn. Các bạn hãy search là Vạn Kiếp Tình Nồng Nguyễn Huy diễn đọc thì sẽ ra. Hoặc là các bạn vào trang chủ của kênh Đất Đồng Radio, Huy đã để đường link để dẫn tới kênh Sớm Ngôn Tình ở bên đó. Quý thính giả nào thích những chuyện mang những thể loại khác như chuyện ngôn tình, chuyện kiếm hiệp, chuyện trinh thám thì hãy qua bên kênh Sớm Ngôn Tình để còn nghe thêm nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ mời tất cả mọi người cùng nghe phần đầu tiên của Áo Dài Ma, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Chương 1, mở đầu. Xưa kia, lâu lắm rồi, ở ngoài thành Cổ Loa cách đó vài dặm, có một cái thôn làng khá là sầm uất, dân cư đông đúc, nhà nhà có củ ăn củ để, trâu bò đầy chuồng. Kẻ ăn người ở nếu như ít thì vài ba người, nhiều thì cả chục người. Ngôi nhà lớn nằm ở giữa làng là của một người tên là Hoang, làm lý trưởng của làng này. Hắn cũng là con cháu của quan to trong kinh thành Cổ Loa. Lão Hoang ấy rất giàu, có tiếng gian ác nhất trong làng. Hắn làm quan từ lâu, qua năm dơ dét của cải của những hộ buôn bán trong làng và dơ dét của những người nông dân nghèo chuyên đi thuê ruộng cấy. Thời đó trang phục của người dân vẫn mặc theo kiểu truyền thống là áo dài. Lão Hoang kia lại có một sở thích khá dị hợm là sưu tầm những chiếc áo dài treo khắp trong nhà. Ai viếng thăm nhà hắn cũng giật mình bởi áo dài treo kín ở bên trong, đủ loại màu sắc, kích cỡ và đặc biệt có nhiều loại. Từ em bé cho đến người lớn, từ đàn ông cho đến phụ nữ đều có cả. Vì sao họ lại giật mình? Bởi lẽ lão Hoang rất giàu có nhưng chưa có vợ con. Hắn cứ ở như vậy từ khi trưởng thành cho đến bây giờ. Trong nhà kẻ ăn người ở và gia đình thì rất nhiều, đếm không xuể. Hắn bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của họ hàng, vẫn ở như vậy với cái sở thích không giống ai, đó là sưu tầm những bộ áo dài mà hắn thấy được hoặc hắn tự đặt cho mình. Ở trong làng có một người thợ mà lão Hoang hay đặt nhất là ông Ba Lý. Vì ông là một người có kinh nghiệm may áo dài nổi tiếng cả ngoài lẫn trong kinh thành. Không ai biết ông Ba Lý gốc khác ở đâu cả, chỉ biết ông có tiếng từ lâu lắm rồi. Năm nay ông Ba Lý cũng đã ngót nghét bước sang ngũ tuần, tóc đã nửa màu đen trắng, nhưng nhìn vào ông vẫn hiện lên một nét khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Hôm nay lão Hoang có đến tìm ông Ba Lý. Nè lão Lý, ông làm cho tôi một bộ áo dài màu đỏ, sao cho mà nổi bật nhất, ai nhìn vào cũng phải khen nức nở, phải thật đẹp lung linh nghe chưa. Tôi muốn một bộ áo để đời thiệt là đẹp. Nè, nếu mà làm không xong đó, tôi tống cổ ông vô tù mọt xương à. Ông Ba Lý khóc lóc túm lấy tay lão Hoang gian xin. Cậu Hoang ơi, tôi xin cậu tha cho thân già của tôi. Tôi còn con nhỏ với vợ, nếu mà làm cho cậu không ưng, cậu bắt tôi vào ngục thì vợ con tôi phải làm sao đây? Lão Hoang vung tay ông Ba Lý ra rồi hắn quát. Ông là người làm áo dài giỏi nhất ở quanh cái vùng này, nếu mà không làm được
thì tồn tại làm cái gì nữa, cả nhà cũng chết đi nghe. 5 ngày nữa phải đem dao đến gia viên cho tôi đó. Lão Hoàng nói xong thì ngoe ngoải bỏ đi, bỏ mặt ông Ba Lý cùng với vợ con run sợ núp ở phía sau góc cánh cửa. Nhìn đứa con thơ ngây đang nép vào nách vợ, ông Ba Lý cảm thấy đau lòng vô cùng. Lấy vợ muộn cho nên đến bây giờ con cái vẫn còn bé xíu, nếu không làm theo lời lão Hoang thì lão sẽ nhốt cả nhà ông vào ngục mất. Thương cho cái số thấp cổ bé họng, cả nhà ông chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mang tiếng may áo dài giỏi nhất nhì cái xứ này, nhưng ông chẳng kiếm được bao nhiêu, bởi lẽ tiền may áo dài đều bị quịch bởi bọn quan tham như lão Hoang đây. Lão Hoang đã may nhiều bộ áo dài từ ông Ba Lý, nhưng chưa lần nào hắn trả cho ông một đồng xu hay một hào cát nào cả. Sang ngày hôm sau, ông Ba Lý không còn tâm trạng nào mà mở cửa hàng may của mình. Cả buổi sáng, ông chỉ ngồi trong căn nhà đủ che mưa che nắng, nhìn đứa con thơ đang cười đùa ở trong sân. Vợ ông thì dám dúi khóc nức nở cả đêm rồi, miệng không ngừng than thân trách phận. Làm cái nghề gì không biết nữa, bày đặt mai giá anh chi, để bây giờ làm khổ vợ con, ông thấy sướng không? Bà Lý nói xong thì lại khóc. Ông Ba Lý nghe vợ nói như vậy thì lại ngồi thở dài ngao ngán. Rồi ông nói: Cha ông để lại cha truyền con nối mà, tôi làm sao mà cãi lời được. Mình đừng khóc nữa, để tôi nghĩ cách. Ông nghĩ cách gì? Nửa ngày rồi, bao nhiêu kiểu áo dài của ông á đều mai hết cả rồi, bây giờ còn kiểu nào mà mai cho ổng nữa? Ông nghĩ ra được kiểu mới sao? Bà nghe ông Ba Lý nói thì lại càng khóc to hơn. Ông Ba Lý tay vẫn để ở trên bàn, gõ gõ từng hồi như đang suy nghĩ điều gì đó. Cứ thế mà cả ngày hôm đó, cũng là ngày thứ nhất trong cái hạn mức 5 ngày đã qua đi. Bữa cơm tối nuốt trận trạo vài miếng, ông Ba Lý đi ra căn phòng may gia truyền để lại. Ở đây có biết bao nhiêu mẫu áo dài từ thời cha của ông truyền lại, nhưng ông không tài nào hình dung ra được một bộ áo nổi bật nhất để làm cho lão Hoang kia. Đốt một nén nhang cắm lên bàn thờ, có một miếng gỗ ở bên trên có khắc một dòng chữ Nôm. Rồi ông Ba Lý lẩm bẩm: Tổ tiên ơi, con vô năng, con bất hiếu, không biết làm cách nào để giúp cho gia đình mình thoát khỏi cái quả này đây, là do con ngu dốt mà. Sau một hồi khóc lóc, ông Ba Lý đi ra, quay trở về phòng ngủ. Ghé qua nhìn đứa con thơ đang ngủ ở trên giường, lòng ông quặn đau. Quay trở về phòng mình, bà vợ ông đang nằm ôm gối khóc thút thít. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ, ông nhẹ nhàng nói: Mình để tôi tính cách, đừng có khóc nữa mà hại sức, giữ sức khỏe mà chăm cho con. Bà Lý nghe ông nói xong, lấy tay quệt nước mắt vẫn còn sụt sịt, bà nói: Ông không nghĩ cách gì được hay sao? Không lẽ ông đang tâm nhìn vợ và con cái ông bị chết hả? Hay là trong đêm nay nhà mình trốn đi? Nghe bà Lý nói trốn đi, ông bỗng sáng mắt lên. Quả là một ý hay. Nhưng rồi mắt ông trùng lại, cơ ngơi tổ tiên bao đời để lại, không lẽ dứt bỏ như thế này sao? Bà Lý thấy mắt của ông trùng xuống thì bà hiểu ngay, cho nên sụt sịt thêm: Ông chỉ xem cái cơ ngơi gia tiên nhà ông để lại thôi, còn mẹ con tôi á là khách qua đường có phải không? Được, ông không đi thì để mẹ con tôi đi. Kìa mình cho tôi một ngày nữa đi. Nếu ngày mai tôi không nghĩ ra cách á, thì tối mai á cả nhà mình trốn đi nghe. Ông Ba Lý vừa nói vừa an ủi vợ, cho cũng nằm xuống ôm lấy bà Lý vào lòng, tay vỗ vỗ bên vai cho bà yên tâm. Mắt ông thì cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, hai hàng lệ từ từ lăn trên má. Sáng hôm sau, lão Hoang cho người tới thúc ông Ba Lý. Lão Ba Lý, ông làm xong áo cho ông Lý trưởng chưa? Thời gian còn có 4 ngày thôi đó, nếu mà không xong thì chuẩn bị dâng cái đầu lên nha. Hắn nói xong rồi hóng hách xách trích đi về. Đúng là chó cậy chủ nhà. Ngày hôm nay ông Ba Lý chui mình vào căn phòng may của ông. Ông lục lọi lại mọi sổ sách, mọi phương pháp và những kiến thức từ thời cha ông để lại, để tạo ra một cái áo dài nổi bật, phải phối màu, nhuộm vải, cắt chỉ,
và chọn dạy. Nhưng ông không có những thứ đắt tiền. Cái mà ông đáng giá nhất là một tấm vải từ thời ông nội để lại. Không biết nó được dệt bằng chất liệu gì, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, lớp vải vẫn còn như mới. Nó chỉ được dùng khi nào nguy cấp nhất. Hôm nay ông quyết định lấy ra để cắt may áo dài. Ngặt một nỗi ông không có màu nào để nhuộm cho miếng vải này. Cái màu truyền thống thì không được rồi. Dò đầu bứt tai cả một ngày, ông không dám đặt kéo xuống cắt. Ông lại quay ra nhà để ngồi. Lại một ngày đi qua. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, đợi cho đứa con đi ngủ, khuya rồi, hai vợ chồng ba Lý ngồi nhìn nhau. Bất giác bà ba Lý mở miệng: "Sao rồi? Ông không đi á thì để mẹ con tôi đi. Đừng vì lòng ích kỷ của ông mà hại chết hai mẹ con tôi." Nghe vợ nói, ông thở dài: "Thôi được rồi, mình thu xếp ít đồ với tài sản đi, cho cả nhà mình trốn đi." Ông ba Lý nói xong đi ra bên ngoài, thắp nén hương lên bàn thờ của tổ tiên, rồi ra phòng mai cầm tấm gỗ có khắc chữ Nôm và miếng vải của ông nội để lại, gối ghém cho cẩn thận. Đâu đó xong xuôi, bà Lý cũng đi ra, trên vai xách theo một tay nải. Bà đi vào phòng kêu đứa con dậy: "Bình An à, dậy đi con, chúng ta đi chơi nè." "Thôi không chịu đâu, đang đêm mà đi đâu vậy mẹ?" Tiếng đứa con còn ngái ngủ vang lên. Bà Lý phải bịt miệng nó lại rồi nói khẽ: "Chúng ta đi chơi, nào dậy đi con." Sau khi dẫn dậy được đứa con, hai vợ chồng ông ba Lý trón rén đi ra cửa sau. Ông bế đứa con thẳng hướng ngoài cổng thôn mà đi. Ba người đi như vậy trong bóng tối, xung quanh im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chim ăn đêm quát lên một tiếng. Khi cả ba gần ra đến đầu thôn thì đột nhiên có tiếng quát: "Đứng lại, lão ba Lý, biết ngay là tụi bay trốn mà." Tiếng thằng Gia Đinh hồi sáng đến nhà ông ba Lý quát lên. Đi cùng với nó còn có thêm vài người nữa, trên tay lăm lăm gậy gộc và đuốc sáng trưng. Ông ba Lý vội nói: "Chạy, chạy nhanh mình ơi." Hai vợ chồng vừa bế đứa con vừa chạy, cho nên rất chậm. Cả ban đêm trời tối, cho nên không dám chạy nhanh. Trên con đường đất một bên là sông sâu, một bên là vách đá. Bọn Gia Đinh của lão Hoang đã đuổi gần đến kịp rồi. Ông bà Lý vốn khỏe cho nên chạy nhanh hơn bà Lý một đoạn. Đang chạy thì ông bị dấp té, làm văng cả đứa con đang bế trên tay xuống đất. Nó khóc tré lên, tiếng quát tháo ngày càng gần: "Bắt trói gô cả nhà nó lại, đem về cho ông Hoang đi." "Chạy đi mình ơi, em chạy không nổi rồi." Bà Lý chạy đến đỡ ông lên, thở hổn hển nói. Ông ba Lý bồng đứa con rồi cố gắng dìu vợ đứng lên. Chạy thêm được một đoạn nữa thì phía sau người đã đuổi kịp. Bà Lý biết không thoát được, cho nên đứng lại nói: "Mình ôm con chạy đi, tôi không chạy được nữa hết rồi, chạy đi." Nói rồi bà đẩy ông ba Lý về phía trước. Trên tay ông đang bế đứa con, cộng thêm với cú đẩy của vợ, ông bị trượt chân té lăn xuống dưới sông. Sợ con bị chìm theo, cho nên ông dồn sức ném lại đứa con ở ngay bên dưới đường một đoạn. Còn ông thì bị lăn xuống dưới rồi chìm xuống sông sâu, mất dấu vết. Bà Lý ở trên bờ thấy chồng bị chìm xuống sông thì liền kêu khóc trời: "Cứu chồng tôi, cứu chồng tôi với các anh ơi." Bọn Gia Đinh của lão Hoang đã chạy đến, lấy đuốc rọi xuống sông, nhưng nước chảy xiết không thấy tăm hơi gì. Bà Lý khóc lóc ôm đứa con vào lòng, vừa khóc vừa kêu tên chồng, nhưng vô vọng. Bọn Gia Đinh nhà lão Quang cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy được. Lúc này bọn chúng đâm ra lo sợ. Lão Quang bắt bọn chúng canh nhà để ông bà Lý không trốn đi. Bây giờ ông rơi xuống sông chưa biết sống hay là chết. Nếu mà lão Quang biết thì chỉ có tội chết mà thôi. Bây giờ làm sao đây anh? Một thằng trong bọn Gia Đinh lên tiếng. Thằng cầm đầu là thằng lúc sáng đến nhà của ông. Bây giờ nó cũng đang lo sợ. Nó bèn kéo mấy đứa lại, bàn khẽ với nhau: "Đẩy cả nhà nó xuống đi. Về ông có hỏi á thì nói là nhà nó trốn đi, sợ bị bắt cho nên nhảy xuống sông chết rồi. Bây giờ bắt mẹ con nhà nó về cũng không có được gì. Ông bà Lý mất tích mẹ rồi." Em sợ lắm anh à, hai mạng người đó." "Mày sợ thì biến đi để tao làm. Đứng đây đợi tao,
Nói rồi, hắn lại túm lấy bà Ba Lý và đứa con kéo ra xa chỗ đám người đang đứng. Rồi hắn kéo cả hai xuống mép sông. Bà Ba Lý dường như cảm nhận được ý đồ không tốt của hắn, cho nên cố sức van xin. Xin anh tha cho mẹ con tôi. Tôi xin anh mà, chồng tôi không biết sống chết như thế nào. Tha cho mẹ con tôi đi. Nghe bà Ba Lý nói thì hắn càng bực tức hơn. Hắn quát: Tha cho mày, rồi ai tha cho tao? Tao chỉ làm việc theo lời chú thôi. Vợ chồng mày tính trốn đi, để tụi tao chết cả lũ à. Rồi hắn đạp mạnh một cái, bà Lý té răng quay ra mép sông, người ướt hết. Đứa con đang đứng ở đó thấy mẹ bị đánh, nó chạy lại đỡ bà rồi khóc la lên: Không được đánh mẹ con, chú là người xấu. Nói xong, nó chạy lại cắn thật mạnh vào tay tên gia đình: Bỏ ra cái con rắn này. Hắn bị đau quá quát lên, rồi túm chặt lấy cổ đứa bé nhấc bổng lên. Cứ thế mà hắn túm lấy cổ của nó, nó bị ngạt thở, chỉ biết lấy tay đập loạn xạ lên mặt của tên gia đình thôi. Ây da, cắn tao hả? Tao cho mày theo thằng cha mày nè. Nói xong, hắn túm lấy đứa bé ném mạnh ra ngoài sông. Sông sâu và rộng, nước chảy xiết. Chỉ thấy đứa bé nhấp nhô hai cái rồi chìm hẳn đi không còn dấu vết. Bà Lý lúc nãy bị đạp vẫn còn choáng váng, nhưng khi thấy con mình bị ném ra sông, bà lao ra để cứu con, nhưng không còn thấy đâu nữa. Bà đứng đó gào khóc: Có ai cứu con tôi với? Trời ơi, sao tôi khổ như vậy? Trả con cho tôi, trả chồng cho tôi. Bà đứng đó mà gào khóc. Xong rồi quay lại, chạy đến chỗ tên gia đình. Trên tay bà nhặt một cục đá, rồi lao đến phía hắn, miệng quát lên trong tiếng khóc: Tao giết mày, đền mạng cho chồng, cho con tao. Tên gia đình vốn khỏe mạnh, lực lưỡng, rất nhanh, chỉ một lần né người và một cú túm tay, nó đã giật được cục đá từ trên tay của bà Lý. Tiện tay, nó cầm cục đá đập mạnh hai cái vào đầu của bà. Bà lúc này sụi lơ, máu từ đầu chảy xuống đỏ cả khuôn mặt. Bà chỉ còn thôi thớp thở thôi. Tên gia đình túm tay của bà lôi sành sạch ra giữa chỗ nước mạnh, rồi thả bà trôi theo dòng nước, bỏ mặc sống chết. Xong xuôi, nó quay lại chỗ mấy người đang chờ, rồi kéo nhau đi về. Màn đêm lại bổ vây xung quanh đây. Không ai biết rằng nơi này một tội ác kinh hoàng vừa mới xảy ra. Chương 2: Sống sót và trả thù. Sau thảm kịch của gia đình ông Ba Lý, hàng xóm láng giềng đang bàn tán xôn xao xem tại sao trong vòng một đêm mà cả nhà ông biến mất và ngôi nhà bỏ không, không một bóng người. Cho họ cũng dần quên đi khi lão Hoang đến thông báo ông Ba Lý phạm tội, cả nhà bỏ trốn đi nơi khác, tịch thu nhà của ông, đóng cửa cài then bỏ ở đó. Căn nhà cứ thế mà bỏ hoang. Khoảng tầm 2 tháng sau, trong một đêm đen mù mịt, trời mưa tầm tã, phía ngoài tường của ngôi nhà có một bóng người mặc đồ trùm kín mặt mũi đang mon men trèo vào bên trong nhà của ông Ba Lý. Hình như hắn rất quen thuộc nơi này, cho nên nhẹ nhàng leo vào, tìm đến căn phòng cũ kỹ trước đây là phòng may của ông Ba Lý. Hắn lần mò trong bóng đêm, sợ có người phát giác cho nên rất cẩn thận, lấy trong túi áo ra một cây nến nhỏ, thắp lên đủ ánh sáng chiếu một khoảng nhỏ trong căn phòng. Lúc bấy giờ mới có thể nhìn rõ mặt người đến. Đó chính là ông Ba Lý. Ông ấy vẫn còn sống. Ông Ba Lý đi thẳng đến cuối căn phòng, nơi có một đống lộn xộn bừa bãi. Dẹp đống đó qua một bên, xuất hiện ra trước mắt là một cái nền gạch của căn phòng bằng gạch đỏ, đã úa màu theo năm tháng. Ông Ba Lý lấy tay mò mẫm từng viên gạch, đến một viên cuối cùng ở sát mép tượng thì miệng ông nhếch lên cười tươi, móc trong túi ra một con dao nhỏ,
nhẹ nhàng nảy viên gạch ra. Ở phía dưới là một cái hộp bằng gỗ trông rất lâu đời, nhưng vẫn hiện lên một màu gỗ như mới. Ông Ba Lý vui mừng nhấc chiếc hộp mở nắp ra. Bên trong chỉ có một trang giấy viết bằng chữ Nôm. Đây rồi, mình ơi, con ơi, đợi tôi nghe. Làm xong chuyện này á, tôi đi đoàn tụ với mình và con. Ông Ba Lý cười lên thật rùng rợn, giống như ông bị biến thành một con người khác vậy. Nội dung trong tờ giấy đó là cái gì? Đó chính là một công thức bí mật để làm ra một chiếc áo dài đúng như yêu cầu của lão Hoang kia. Nhưng đó là một tội ác tày định. Muốn đẹp thì phải dùng máu tươi của một cô gái đồng trinh khi tròn 18 tuổi. Và đặc biệt người đó phải có một tâm hồn và một suy nghĩ thật ác độc. Và đó là điều cấm kỵ, bí mật nhất mà ông cha của ông Ba Lý đã để lại. Nói về chuyện sau khi rơi xuống sông, ông Ba Lý chơi dơ giữa dòng nước xoáy. Nước khá mạnh, cuốn ông đi thật xa về phía hạ lưu. May mà ông trước đây từng có học bơi hay tắm sông lúc nhỏ, cho nên bơi cũng khá. Ông cố gắng lấy tay quạt nước, tìm cách bơi dần vào bờ. Nhưng nước khá mạnh, ông dần dần đuối sức đi. Mãi vật lộn hơn một canh giờ thì ông chỉ còn thở thôi thớp. Ông vẫn chưa biết vợ con ông sống chết ra sao, cho nên cố gắng dùng hết sức lực còn lại túm lấy một gốc cây bị đổ ra sông, cứ vậy mà ôm chặt lấy nó. Ông dần thiếp đi trong mơ hồ. Ông mơ gặp lại cha ông, được gặp lại ông nội của ông nữa. Cha, ông nội, con bất hiếu, phải bỏ cơ ngơi lại mà chạy trốn. Bây giờ không biết vợ con ra sao nữa. Ta biết gia đình mình có kiếp nạn, họ nhà ta đến đây là chấm dứt rồi. Con hãy về căn phòng mai, cuối góc có một chiếc hộp, bên dưới viên gạch, đào nó lên, bên trong có thể giúp ích được cho con. Nhưng nên nhớ, hậu hoạn vô cùng đó. Nói xong, hai người họ biến mất. Ông Ba Lý giật mình kêu lên. Về phần chiếc hộp có lần khi còn bé, cha ông cũng có nhắc đến một lần, cho nên ông tin chắc rằng đúng như lời trong giấc mơ, chiếc hộp vẫn còn ở trong căn phòng mai. Cha, ông nội, hai người đừng bỏ con. Không, không, không. Nè, anh dì ơi, tỉnh lại đi. Anh dì ơi. Tiếng một người phụ nữ vang lên bên tai. Ông Ba Lý từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một người phụ nữ, không biết là già hay trẻ. Vì cô ta có trùm khăn lại, chỉ chừa hai con mắt lại, đang ngồi ở kế bên cái giường tre chỗ ông nằm, nhìn ông đầy lo lắng. Bất giác ông buột miệng. Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Tôi nằm ở đây bao lâu rồi? Cô có thấy vợ con tôi đâu không? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu ông. Ông buộc miệng hỏi dồn, rồi lao ra túm lấy tay người phụ nữ, lay thật mạnh. Người đàn bà bị ông lay thì giật mình la lên. Biết mình thất thố, ông Ba Lý vội buông tay ra. Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, cho tôi xin lỗi. Xin hỏi cô ơi, đây là đâu vậy? Dạ, tôi thấy ông nằm bất tỉnh ở ngoài bờ sông, cho nên đưa ông về đây. Đã hơn một tuần ông mê man rồi đó, lúc khóc lúc cười. Rồi đến hôm nay ông mới tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy ông á, tôi chỉ thấy có một mình ông thôi. Đây là xóm Mít, cách rất xa kinh thành rồi. Nghe cô gái nói xong, ông Ba Lý như một người mất hồn. Một tuần rồi sao? Không biết vợ con ông như thế nào rồi. Ông cứ ngồi như vậy cho đến khi ở phía ngoài căn nhà, bây giờ ông mới để ý, đây là một căn nhà tranh cũ kỹ tàn tạ lắm rồi. Phía bên ngoài có tiếng người hét lên dồn dập. Nè, con Miên đâu rồi? Ra tao bảo coi, mày trốn việc về nhà làm cái gì? Tao thuê mày làm việc á mà mày dám trốn hả? Cô gái đang ngồi khi nghe tiếng người gọi thì giật mình, vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ còn mình ông Ba Lý ngồi đó. Rồi ông nghe tiếng quát kèm theo tiếng chửi. Mẹ mày, tao nói mày làm việc đã xong đâu mà mày trốn hả? Cả tuần nay mày cứ về nhà làm cái gì? À, để tao coi mày giấu cái gì ở trong. Cô chủ ơi, tôi xin lỗi, tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám nữa. Nhà tôi làm gì có cái gì đâu mà giấu. Ông Ba Lý nghe tiếng người mắng nhiếc
biết là chuyện chẳng lành, cho nên vội vàng đứng dậy định tìm chỗ trốn. Nhưng căn nhà trống không, chỉ đọc mỗi chiếc giường và một góc để nấu nướng. Trên người mặc một chiếc quần vải, lưng cởi trần. Cánh cửa bị đạp bung ra, cô gái có khuôn mặt trẻ măng, khá đẹp. Cô ta xông vào, vừa thấy ông Ba Lý thì hét lên: "À, mèo mỡ gà đồng với nhau mấy bữa nay, vậy mà kêu là không có gì, con miệng đâu?" Cô ta quát lên, gọi cô gái kia vào: "Nè, tụi bay gian díu với nhau mà kêu không có gì hả? Không có gì nè. Cái loại ma chê quỷ hận như mày á mà cũng có người thích sao?" Nói xong, cô ta giật phăng chiếc khăn trùm mặt của cô gái ra. Khuôn mặt chi chít những vết sẹo bị bỏng, không biết bao nhiêu tuổi vì nó đã bị phá hoại nghiêm trọng. Cô gái tên Miên chỉ biết quỵ khóc lóc van xin: Tôi xin cô chủ, cô tha cho tôi. Chúng tôi không có làm gì với nhau hết. Tôi cứu ông ấy ở ngoài sông đó. Cô tin tôi đi." "Tao không cần biết. Tao bắt tại trận như thế này rồi. Bây giờ đến nhà làm việc cho tao ngay." Nói xong, cô ta còn đạp cho Miên mấy cái, ngã sấp mặt xuống đất. Máu trên trán chảy ra rồi. Rồi cô ta lườm lườm ông Ba Lý: "Mày ở đâu tới?" Nghe cô ta hỏi, ông suy đoán có lẽ cô ta là con gái nhà quyền quý, cho nên đứng dậy thưa: "Thưa cô, tôi ở cái làng gần kinh thành Cổ Loa. Vì có việc đi ra khỏi nhà, không may té xuống sông rồi trôi dạt về đây. May có cô đây cứu giúp. Chúng tôi không có bậy bạ gì đâu. Tôi có vợ con rồi, xin cô tha cho cô ấy." "Mày nói là tao tin sao? Liệu hồn đó, tao bắt bỏ tù một công nghe chưa?" Nói xong, cô ta quay ra cửa, cũng không quên đạp cho cô Miên thêm một cái nữa, rồi quay lại nói: "Tạm tha cho mày. Lần sau mà còn vậy nữa đó, tao rạch nốt bên ngực còn lại luôn nghe chưa." Cô gái đi rồi, ông Ba Lý vội vàng tới đỡ cô Miên dậy. Vì bị đạp mấy cái khá đau, cho nên cô ta khá yếu. Ông Ba Lý dìu cô lại giường rồi an ủi: "Xin lỗi cô, vì tôi mà cô bị phiền hà như thế này." "Dạ thưa ông, không có gì đâu. Ông không sợ mặt tôi như vậy là may lắm rồi." "Tôi cảm ơn ơn cứu mạng của cô còn chưa hết, sao mà lại chê cô chứ. Cô cho tôi mạn phép hỏi, khuôn mặt của cô vì lý do gì mà ra nông nổi như vậy?" Cô gái nghe ông hỏi thì bỗng dưng bật khóc thật to. Ông Ba Lý vô cùng lúng túng, không biết làm như thế nào, đành nói: Tôi xin lỗi, nếu mà không tiện thì thôi. Xin lỗi vì đã đụng chạm tới nỗi đau của cô." "Không sao đâu. Cái người vừa nãy á là con của ông Lý trưởng trong làng tôi. Cô ta năm nay vừa tròn 18, nhưng mà rất là ác độc. Mặt tôi bị cô ta dùng nước nóng tạt lên vì nghĩ tôi dụ dỗ bố của cô ta. Cô ta còn rạch một bên ngực của tôi nữa. Tôi khổ lắm. Khuôn mặt xấu xí, đi đâu á cũng đâu có ai dòm ngó. Mà tôi có làm gì đâu. Bố cô ta là một tên dê sòm, hắn có ý định hãm hiếp tôi. May mà tôi chạy thoát được. Cô ta tưởng đâu tôi dụ dỗ hắn, cho nên khuôn mặt của tôi thành ra như thế này." Nghe cô Miên nói xong thì ông Ba Lý chợt nắm tay lại thật chặt. Đúng là nhà có quyền thế không xem mạng người ra cái gì. Nhìn khuôn mặt của cô Miên trổ và thịt u lên từng cục, thật là sợ hãi. Ông Ba Lý vẫn ở đó với cô Miên đến hơn một tháng trời. Thì bỗng dưng một ngày cô chủ kia lại đến. Không biết vì lý do gì mà cô ta còn kêu gia đình đánh ông Lý một trận nhừ đòn. Khuôn mặt của ông bị cô ta dùng dao rạch dài đường ngang dọc, trông thật thảm hại. Lần đó ông tạm biệt cô Miên, tìm đường quay về nhà cũ. Vừa đi vừa hỏi đường, vừa kiếm cái ăn. Phải mất hơn nửa tháng ông mới tìm được đến làng cũ của mình. Khuôn mặt của ông bây giờ với những vết rạch sâu đã làm thẹo hằn lên, vết da non đỏ ửng, nhìn vào trông rất sợ hãi. Ông kiếm một bộ quần áo trùm kín mặt, rồi lân la đi về gần nhà mình hỏi thăm tình hình. Rồi ông ghé vào một căn nhà gần đó hỏi thăm thì họ nói rằng nhà ông Ba Lý đã bỏ hoang cách cả tháng nay rồi. Bây giờ đó là nhà của lão Hoang. Ra khỏi căn nhà kia, ông đi đến nhà của lão Hoang. Ông tìm một góc khuất, cứ đăm đăm nhìn vào cổng nhà.
gần tối có một người đi ra. Hắn là người trong đoàn đuổi bắt vợ chồng ông. Bà Lý theo dõi hắn đi đâu, thì ra hắn đi thu tiền cho lão ta. Trời đã về đêm, chỉ còn vài ánh đèn thắp lên treo ở ngoài hiên nhà. Tên gia đình đang đi thì bỗng bị đập một cái thật mạnh. Hắn chẳng kịp kêu lên rồi lăn quay ra đất. Người đánh hắn ngất xỉu chẳng ai khác ngoài ông bà Lý. Ông kéo hắn ra khỏi khu nhà dân ở gần bờ sông, trói tay hắn lại, dùng nước làm cho hắn tỉnh. Ông hỏi dồn: Vợ con tao đâu? Có phải chúng mày bắt vợ con tao hay không? Ông là ai? Tôi không quen ông. Tên kia sợ sệt nói nhỏ: Mày nhìn coi, tao là ai? Nói rồi ông bà Lý giở cái mũ trùm ra. Ma, tôi xin ông, tôi không có làm gì hết. Tuy có vài cái vết sẹo trên mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được ông bà Lý. Vợ con tao đâu? Không nói thì tao thả mày trôi sông. Dạ, ông tha cho tôi. Vợ con ông không phải là tôi làm hại đâu. Không phải là do tôi. Mọi việc á, do thằng ớt nó làm. Nó ném vợ con ông xuống sông rồi. Tôi không có tham gia. Ông tha cho tôi đi. Nghe hắn nói như vậy, tai ông bà Lý ù lên. Ông không còn nghe thấy được cái gì nữa, cứ như một người mất hồn. Rồi ông bỗng la lên: Không phải, mày nói láo. Nói thật cho tao nghe, vợ con tao đâu? Vừa la, ông vừa đấm mạnh vào mặt tên gia đình kia. Máu mũi máu miệng của hắn ứa ra. Xin ông tha cho tôi. Vợ con ông á, thật sự bị thằng ớt ném xuống sông từ cái đêm hôm đó rồi. Tôi không có tham gia. Xin hãy tha cho tôi. Xin tin tôi đi mà. Nghe hắn nói lại một lần nữa, ông ba Lý gần như mất kiểm soát, lồng lộn lên như một con thú hoang. Chết, chúng mày phải chết hết. Tao sẽ giết từng đứa chúng mày. Nói rồi ông rút ra một con dao trong người, đâm túi bụi vào người tên gia đình, mặc cho hắn cố sức gian sinh. Cho đến khi không còn một tiếng kêu nào, trên người của hắn chỗ nào cũng là vết dao của ông, ông mới dừng lại rồi cười lên như điên dại. Mình ơi, con ơi, đợi tôi, tôi sẽ trả thù cho mình và con. Nói rồi ông kéo cái xác tên gia đình kia ra giữa dòng nước rồi thả trôi tự do. Còn ông thì biến mất vào trong cái màn đêm tĩnh lặng. Quay lại hiện tại, ông ba Lý đang trong căn phòng mai của mình, trên tay cầm một công thức làm áo dài vô cùng mang rợ và độc ác. Ông cứ ngồi đó, rồi ông còn thấy một cái lá thư bỏ ở phía dưới đáy của cái hộp gỗ. Nội dung bức thư từ thời ông cố nội của ông để lại: Con cháu của ta hãy nhớ lấy, đây là một công thức làm áo dài vô cùng độc ác, nói như một lời nguyền chết chóc. Nếu như không có biến cố bất khả kháng xảy ra, hãy cất giữ nó mãi mãi coi như chưa từng có. Nên nhớ, khi dùng nó phải trả bằng máu và sự tuyệt tự của cả họ. Tổ tiên ơi, con bất hiếu vô năng, có đứa con nói dối cũng chết rồi, vợ cũng chết, nhà cũng mất. Tổ tiên nói con phải làm sao đây? Ông nói xong cứ ngồi đó khóc lên như một đứa trẻ. Một lúc sau ông bỗng đứng dậy, tay cầm hộp gỗ và tờ giấy, rồi nói lớn: Dù con làm ma làm quỷ, tao cũng phải giết hết tất cả tụi bay. Nói xong ông nhẹ nhàng đi ra căn nhà, nhìn nó lần cuối rồi lẩn khuất vào trong bóng đêm. Ông quyết phải trả thù. Đối tượng để ông chọn thì đã có, chính là cô gái độc ác đã rạch mặt ông và cô Miên. Chính là cô ta. Cô ta là mấu chốt cho ông bắt đầu một sự trả thù điên cuồng này. Nợ mạng sống của vợ con ông thì phải trả bằng mạng sống của kẻ đã gây ra nó. Chương 3: Sự trả thù bắt đầu. Sau khi tìm được công thức,
ông Ba Lý tìm đường quay về nhà cô Miên lúc trước đã cứu ông. Lại cũng đi mất gần nửa tháng, ông mới tìm lại được căn nhà của cô Miên. Đứng ở bên ngoài cửa, ông ngại ngùng chưa dám kêu, vì bây giờ đang là ban đêm, ông sợ tai tiếng cho cô. Nhưng đứng một hồi cảm thấy cũng bất tiện, cho nên đành gõ vào cánh cửa bằng tre đã tồi tàn lắm rồi. Ông khẽ kêu, cô Miên ơi, cô có nhà không? Tôi là Ba Lý nè, tôi có việc muốn nhờ cô giúp. Ông gọi 3-4 lần mà không có ai thưa, cho nên đành đẩy cửa đi vào trong. Căn nhà tối thui, rồi tìm đá lửa thắp lên cây đèn treo ở trước cửa lên. Ánh sáng le lối của ánh đèn chiếu ra đủ để cho ông nhìn thấy có một người nằm sóng xoài ở ngay mép giường. Đó là cô Miên. Không biết cô bị cái gì mà nằm xỉu ở đó. Vội vàng chạy lại đỡ cô lên giường. Lúc này ông Ba Lý mới kịp nhìn kỹ, khắp người của cô toàn là máu, đầy những vết trôi do người đánh gây ra. Khắp mặt mũi tay chân cũng là những vết trôi in hằn tím rịm khắp người. Vội đỡ cô dậy, ông Ba Lý gọi to, Cô Miên ơi, tỉnh dậy đi, tôi là Ba Lý nè. Ai đánh cô ra nông nỗi này vậy? Tỉnh lại đi cô. Ba Lý cứ lay mãi một hồi thì cô Miên mới cục cửa, trên lên ư vài tiếng gì đau, rồi dần dần mở mắt ra. Nhìn thấy ông Ba Lý đầu tiên thì cô khóc nấc lên, cả người nép vào lòng ông, vừa khóc vừa rung đôi vai lên bần bật. Ông lúng túng không biết xử lý tình huống này như thế nào, thì bèn nói an ủi, tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô Miên. Cô có chuyện gì cứ nói ra đi, tôi giúp được thì tôi giúp. Ai đánh cô ra đồng nổi này vậy? Cô chủ đánh tôi. Không biết hôm nay bị cái gì mà sáng sớm tới đây kêu tôi đến nhà dọn dẹp rồi đánh tôi như thế này. Tôi đau lắm. Sao mà số tôi khổ quá vậy? Ông nghe cô nói xong thì bỗng dưng trong lòng ông lại dâng lên một sự căm thù cái cô gái kia. Thật là độc ác quá mà, hành cho cô Miên thân tàn ma dại rồi cũng không tha. Ông an ủi cô, cô yên tâm đi, nín đi, có tôi ở đây rồi à, không ai dám bắt nạt cô đâu. Tôi sẽ cho bọn nó biết như thế nào là sự độc ác, cho bọn chúng phải trả giá cho những việc mà mình đã gây ra. Nói xong, ông Ba Lý còn đưa tay lên mặt, chạm vào những vết sẹo mà ngày trước cô chủ độc ác của cô Miên đã gây ra cho ông. Mắt ông hằn lên như một con thú hoang thật sự. Ngồi trong lòng ông Ba Lý, cô Miên thật sự sợ hãi khi nhìn thấy mắt ông như vậy. Tự nhiên cô buộc miệng nói ra, xin ông hãy giúp tôi một việc được không ạ? Cô cứ nói đi, tôi sẽ giúp cô hết mình để trả lại ân tình cô cứu mạng cho tôi. Ông Ba Lý nói xong thì cả hai người chợt im lặng một hồi lâu. Đột nhiên cô Miên lên tiếng, tôi mồ côi từ nhỏ, đến bây giờ đã qua tứ tuần rồi, thân tàn ma dại, ai nhìn cũng xa lánh hết. Mai gặp được ông giữa lúc hoạn nạn, cứu vớt ông lên. Nay tôi chỉ xin ông hãy cho tôi một đứa con, để sau này có người đỡ đần lúc về già. Tôi sẽ lập tức đi nơi khác sinh sống, không cần ông phải chịu trách nhiệm cho tôi đâu. Nghe cô Miên nói xong, tự dưng ông buông cô ra, thụt người ra ngoài rồi đứng dậy, làm cho cô thoáng ngã ra giường. Ông Ba Lý lúc này khá là lúng túng, vợ con ông vừa mới mất rồi, nhưng ông không thể phản bội vợ được. Ông đang suy nghĩ thì nghe tiếng khóc của cô Miên vang lên. Tôi biết mà, đến cả ông cũng chê cái khuôn mặt ma chê quỷ hờn của tôi. Nói xong cô lại khóc, giống như bao tuổi hờn mà cô khóc cho hết ra theo dòng nước mắt vậy. Ông Ba Lý biết mình làm điều này hơi thất thố, cho nên ông ngồi xuống vỗ vỗ vai cô an ủi. Tôi xin lỗi, tôi giờ nào có chê gì cô đâu, tôi cũng chỉ là một thằng mất vợ mất con thôi, không nhà không cửa thôi mà cô. Chẳng qua tôi không muốn làm khổ cô, hai chúng ta sống như thế này chẳng khác gì đang đi đầy ải trần gian đó. Ông đừng nói nữa, tôi biết số phận hẩm hiu của tôi mà. Cô nói xong thì im lìm nằm xuống,
không nói chuyện nữa. Sự im lặng của đêm tối dường như bao trùm lên cả hai người, giống như sự đen tối của cuộc đời cả hai vậy. Ông Ba Lý chỉ biết nhìn cô, rồi quay xuống đất trải một tấm chiếu ra nằm đó, gác tay lên đầu suy nghĩ cho kế hoạch của mình. Ông đang định xin vào làm việc cho nhà cô chủ của cô Miên để dễ dàng tiếp cận và dễ ra tay hành động. Cứ thế mà màn đêm trôi qua đi. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô Miên vẫn còn nằm ở trên giường. Biết cô còn giận, cho nên ông Ba Lý kiếm ít gạo ở trong chum, nấu một nồi cháo nhỏ cho cô ăn. Hôm qua bị đánh đau, cô đã đói và mệt. Sau gần cả canh giờ lây quay thì nồi cháo nghi ngút cũng được ra khỏi bếp. Ông tiến đến lay lay người cô dậy. Cô Miên ơi, tôi có nấu nồi cháo, cô dậy ăn cho nhanh khỏe người lại đi, có sức mà đi làm nè cô Miên. Ông gọi hai lần nhưng không thấy trả lời, bèn lay dai lật cô nằm ngửa ra, đưa tay sờ lên trán thì thấy rất nóng. Thì ra cô bị sốt. Vội vàng lay tỉnh cô Miên dậy, nhưng có lẽ vì sốt cao quá cho nên cô chỉ mơ mơ màng màng. Ông Ba Lý định lấy khăn nhúng nước chườm lạnh cho cô, lục trong bếp còn ít củ hành tăm nhỏ, ông băm hết ra rồi bỏ vào chén cháo nóng cho cô ăn để nhanh đỡ bệnh. Nhưng cô Miên lúc này không tự ăn được, ông đành đút từng thìa cho cô. Ngày hôm đó ông chỉ quanh quẩn ra vào căn nhà lá sập xệ, nhìn xem cô có tỉnh lại hay không. Cũng may tối hôm đó cô có thể nói chuyện được, có thể ngồi dậy được một lúc. Tình hình của bệnh cũng đã đỡ sốt rồi. Cứ thế mà ông chăm cô 3-4 ngày sau. Sáng ông đi ra sông gần đó, tranh thủ kiếm ít cá đi đổi gạo. Ban trưa về nấu cháo cho cô Miên ăn. Nhiều người không biết, họ cứ nghĩ ông là chồng của cô Miên. Sau một thời gian khỏi bệnh, cô Miên đi làm trở lại. Nhưng khuôn mặt của cô lúc nào cũng buồn rầu và ngại ngùng khi tiếp xúc với ông Ba Lý. Có lẽ cô sinh ông một đứa con không được ông chấp thuận, cho nên cô ngại. Ông Ba Lý cũng được cô xin vào làm ở trong nhà lý trưởng kia. Công việc của ông là làm một chân chạy giặt cho ông lý trưởng. Ngày tháng cứ vậy trôi qua. Làm được hơn một tháng, ông cũng đã nắm bắt được hết những ngóc ngách trong nhà, biết được thói quen của con gái ông lý trưởng. Đi làm xong, ông vẫn về nhà ở cùng với cô Miên. Từ ngày hôm đó cho đến bây giờ, lâu lâu hàng đêm, ông vẫn thi thoảng nghe thấy cô Miên khóc một mình. Nằm ở dưới đất, ông biết nhưng không dám nói gì. Cứ vậy mà hai người sống trong câm lặng, sáng đụng mặt nhau, đi làm tối về ngủ, việc ai người đó làm. Cho đến một hôm kia, một hôm định mệnh. Đêm đó trời mưa tầm tã, sấm chớp đì đùng ở bên ngoài trời. Những cơn giông sét đánh soi sáng cả bầu trời. Cô Miên tính sợ sét, cho nên khi trước khi ngủ một mình, nếu như trời mưa cô thường co rúm ở góc giường mà sợ hãi. Này có ông Ba Lý ở đây, không biết tại sao cô lại lao xuống rồi ôm chầm lấy ông, người trung lên cầm cập. Ông Ba Lý chưa biết gì sao nên đẩy cô ra hỏi. Cô bị sao mà trung dữ vậy? Lại bị sốt hay sao? Đưa đây tôi coi. Vừa đẩy cô Miên, ông vừa lấy tay sờ lên trán của cô, nhưng không hề nóng. Bị đẩy ra, cô Miên cũng ngại ngùng. Nhưng rồi một loạt sét đánh tới, làm cho cô sợ hơn, hét ầm lên, rồi bất giác ôm chặt lấy ông Ba, đẩy làm sao cũng không buông ra được. Ba Lý bây giờ đã mới hiểu được cô Miên sợ sấm sét, cho nên cũng ôm chặt cô vào lòng, tay dỗ dỗ, miệng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Thế là đêm trôi qua, chuyện gì đến cũng đã đến. Sáng ngày hôm sau, khi còn tờ mờ sáng, cô Miên cục cựa mở mắt ra, thấy nằm bên cạnh mình là ông Ba Lý. Cô nở một nụ cười hạnh phúc,
lần đầu tiên trong đời mà cô biết như thế nào là được làm một người đàn bà đúng nghĩa. Ông bà Lý thì vẫn lầm lì như trước. Từ sau cái đêm định mệnh đó, ông có vẻ ít nói hơn, thường hay tránh mặt cô hơn. Vì có lẽ ông đang ân hận khi làm điều đó với cô Miên. Cô Miên dường như cũng cảm nhận được ông bà Lý tránh mặt mình. Cho nên tối hôm ấy, sau hơn một tháng xảy ra cái chuyện kia, trời tối muộn ông Lý mới dậy. Cô mạnh dạn xuống nằm chung với ông. Bà Lý lúc này mới lên tiếng. Xin lỗi cô Miên, đêm đó tôi không kiểm soát được mình. Bây giờ tôi ân hận lắm. Thân tôi không biết sống nay chết mai khi nào nữa. Cho nên tôi không thể đùm bọc cho cô quãng đời còn lại được. Nghe bà Lý nói như vậy, cô Miên tự nhiên bật khóc. Tôi không cần ông chăm sóc cho tôi đâu. Tôi mãn nguyện lắm rồi. Tiếng khóc của phụ nữ làm cho đàn ông cứng rắn mấy cũng mũi lòng. Ông lại ôm cô. Rồi cứ thế, chuyện nó lại đến. Đêm nay ngoài trời chỉ có một ngôi sao sáng, một ngôi sao khuya, chứng kiến hai con người có số phận hẩm hiu giống như nhau hòa vào làm một. Ngày hôm sau, cô Miên đi làm thật sớm khi ông bà Lý còn đang ngủ. Hôm nay tâm hồn của cô thoải mái đến lạ thường. Tối cô về khi bà Lý vẫn chưa dậy. Tự nhiên cô cảm thấy ở trong bụng còn cào khó chịu. Chạy đi nôn ói một lần nhưng không có gì cả. Cứ vậy cho đến khi ông bà Lý dậy thì cô cứ nôn khan như vậy. Ông bà Lý không biết gì, cứ nghĩ là cô bị bệnh nên khó chịu như vậy thôi, nên nấu nồi cháo cá cho cô ăn. Vừa ngửi thấy mùi thì cô lại nôn mật xanh mật vàng ra, đành bất lực không biết làm sao. Đêm đó cô miên man nằm trên giường, không biết tại sao cô có thể cảm nhận được trong bụng của mình có một sinh linh đang cục cựa. Cô có thai rồi, cô không dám chắc, nhưng cô cảm nhận được cơ thể của cô đang dần thay đổi. Cô quyết định rời đi, rời xa cái chốn này mà không nói với ông bà Lý. Cô không muốn ràng buộc ông, dù có hay không, lúc này cô cũng đã mãn nguyện rồi. Khi trời còn tờ mờ tối, cô Miên xách một cái tay nải nhỏ với vài bộ quần áo và một ít tiền dành dụm. Cô để lại một vài chữ viết ở trên chiếc quạt bằng mo cao, đại loại ý là: tôi đi rồi, đừng tìm tôi nữa, hãy cố gắng mà sống cho tốt. Sáng sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy đồ đạc của cô Miên không còn và nhìn thấy cái quạt bằng mo cao có chữ, ông bà Lý bận thần cả buổi. Ông vùng dậy chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi khàn cả giọng. Cô Miên, cô Miên ơi, cô ở đâu, quay về đi cô. Nhà cô Miên sống cách làng một khoảng khá xa, dân ít, cho nên mãi mới gặp được một người để hỏi thăm, nhưng họ nói không biết. Mãi cho tới khi tối mịt, sau một ngày tìm kiếm trong vô vọng, ông quay trở về nhà. Bước tới sân, thấy trước nhà sáng đèn, ông nghĩ là cô Miên quay về, nhưng mà không phải, đó là cô chủ. Vừa thấy bà Lý về, cô ta la lên. Nè cái thằng kia, con kia đâu rồi? Hai đứa mày mèo mã gà đồng ở đâu á mà cả ngày không có đi làm vậy? Tao cho người gọi mấy lần mà không thấy. Tao mướn tụi bay về á cho ăn ở không vậy hả? Cho nó một trận cho tao. Quát xong thì ra lệnh cho mấy tên gia đình cùng lao vào đánh ông bà Lý một trận tơi tả, rồi quay bước trở về, mặc cho ông ở trong sự đau đớn. Rồi còn quay lại nói: mai đó mày mà không đến làm thì lo cuốn gối đi nơi khác đi, không thì tao giết đó. Sau khi chúng đi rồi, ông bà Lý lê tấm thân đau nhức khắp nơi lên giường nằm. Nước mắt của ông chảy dài, vừa đau vừa thương cô Miên, không biết bây giờ ra sao. Nhưng tự dưng nỗi căm hận vì mất vợ con trong lòng của ông trỗi dậy. Ông cứ nghiến răng kẹn kẹt, miệng hừ hừ nói: Tao sẽ giết chúng mày, giết sạch cái lũ độc ác tụi bay. Mình ơi, con ơi, tôi xin lỗi, tôi sẽ sớm đoàn tụ với mình và con. Từ ngày xảy ra cái chuyện trai gái với cô Miên, ông dường như đã bỏ quên chuyện trả thù vì sợ liên lụy đến cô. Nay cô rời đi rồi, ông cảm thấy không còn gì để mất nữa, để lưu luyến nữa. Đêm nay nằm đó, những kế hoạch trả thù bắt đầu hiện hữu trong đầu ông. Ông nằm suy nghĩ cả đêm. Đến sáng hôm sau, lê tấm thân đau nhức mà đi làm.
ông vẫn bình thường, cố gắng làm hết sức mình. Tối về đến nhà, lôi trong bao đồ ra một cái tấm vải. Tấm vải này ông vốn tính mai cho cô Miên một bộ áo dài, nhưng bây giờ nó được cắt ra để may đồ cho cô chủ. Ông sẽ tiếp xúc với cô ta theo cách riêng của ông, đó là tạo lòng tin. Thế là một kế hoạch hoàn hảo ở trong đầu được ông vạch ra theo từng đường kéo mũi kim. Chương 4. Đêm đó, ba Lý thức suốt đêm may một chiếc áo dài thật đẹp. Sáng ngày hôm sau đi làm, ba Lý tìm tới cô chủ. Cô ta tên là Hương. Vừa thấy ông, cô ta đã lanh lảnh lên tiếng: "Nè, sáng sớm ông lo làm đi thằng kia. Cha tao trả tiền cho mày đi đi lên quanh sao? Tính ăn cắp cái gì nhà tao hả?" Nghe nói như vậy, ba Lý đứng im nhìn cô ta một lúc, ánh mắt hằn lên những vệt đỏ trông rất kinh dị. Hương nhìn thấy cũng phải giật mình, lắp bắp nói: Mày tính làm gì tao? Tao róc xương mày ra bây giờ đó." Ông ba Lý lúc bấy giờ mới lấy bình tĩnh lại, vội vàng nói: "Xin lỗi cô chủ, tôi không có ý gì hết. Tôi biết may sơ sơ nên có bộ áo dài tôi tự may đem tặng cô nè. Không biết có vừa với cô chủ hay không. Sợ là cô nghĩ tôi bậy bạ cho nên tôi tự nhìn rồi tự ướm số đo của cô thôi. Mong cô nhận lấy." Ba Lý vừa nói vừa chìa ra bộ áo dài được gói ghém cẩn thận ở trước mặt cô chủ Hương. Cô ta còn ngần ngừ một lúc, xong rồi cũng đưa tay cầm lấy, soi xét một hồi rồi lấy ướm thử vào người. Một lúc sau, cô ta quay qua nói với ba Lý: "À, mày cũng có tài đó nghe. Được rồi tao nhận, cuối tháng thưởng thêm cho một hào. Lần sau có giải á, tao đưa cho mày mai bộ khác." Nghe cô ta tán thưởng, ba Lý mừng như mở cờ trong bụng. Ông đang thực hiện dần được cái kế hoạch của mình. Bước đầu tiên là lấy lòng cô chủ Hương. Ông vội vàng cười rồi nói: "Được cô chủ khen là tôi mừng lắm rồi. Phận tôi làm tôi tớ cho chủ, chủ mừng là tôi vui lắm." "Thôi khỏi nịnh tao, tao cho thêm một hào nữa nè." Nói xong, cô ta móc chiếc túi vải nhỏ chắc ở trong cặp quần ra, móc một hào tiền ra đưa cho ông ba Lý, rồi quay người đi vào trong. Chắc là đang vui cho nên vừa đi vừa nhảy tí tởn cả lên. Ông ba Lý lui xuống làm việc. Được một lúc thì tiếng của cô chủ Hương vang lên lanh lảnh ở bên tai: "Ba Lý đâu? Đâu rồi? Mày ra đây tao bảo coi." Đang làm nghe tiếng kêu, ba Lý vội dừng tay chạy ra khỏi chỗ làm việc. Thấy cô chủ Hương đang đứng chống nạnh. Thấy ông chạy ra, cô ta giả một cái thẳng tay vào mặt ông: "Mẹ mày, con Miên đâu sao bữa nay không thấy đi làm? Tụi bay tính trốn việc hả? Con Miên đâu?" Chưa biết chuyện gì, vừa mới ló đầu ra đã bị ăn tát rồi. Ông ba Lý rất tức giận, mắt trừng trừng nhìn vào cô chủ Hương, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của ông ta, làm cho cô chủ Hương thụt người lại, miệng lắp bắp: Mày nhìn tao như vậy hả? Tao móc mù mắt mày bây giờ đó." Tuy sợ, nhưng với bản tính côn đồ từ bé, cô chủ Hương vẫn còn dọa ông ba Lý được. Ông nghe xong thì giật mình, biết rằng mình đã quá lố, cho nên vội vàng quay đi chỗ khác, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cô, tôi bất ngờ quá cho nên không làm chủ được bản thân, mong cô bỏ qua. Còn việc cô Miên á, thì cô ấy đi đâu rồi tôi cũng không rõ nữa. Đi không có nhắn lại lời nào hết." Nghe ba Lý nói, cô chủ Hương ngờ vực, cho dãy nảy lên như đĩa gặp phải voi: "Nè, mày làm cái gì nó đúng không? Mày làm gì nó thì nó mới bỏ đi. Đúng là cái đồ vô ơn mà. Nuôi ăn nuôi ở bao nhiêu năm rồi, mà bây giờ muốn bỏ là bỏ đi. Mong cho nó chết mất xác ở đầu đó luôn cho rồi." Nói xong, cô ta quay lưng đi. Còn ông ba Lý ở đó một mình, nắm chặt tay lại, ánh mắt như muốn giết người, miệng lẩm bẩm: "Rồi tao cũng sẽ giết mày, không xa nữa đâu." Cứ thế mà ngày qua ngày, đi làm rồi quay về lại căn nhà của cô Miên. Hàng đêm ông ba Lý vẫn thức thâu đêm vì những nỗi nhớ vợ con, nỗi lo cho cô Miên một thân một mình phiêu bạt. Cứ thế mà thời gian dần trôi, chuyện ông ba Lý biết may áo dài, cả gia đình cô chủ Hương cũng biết. Lâu lâu
cô ta vẫn hay đem giải đến cho ông bà Lý Mày. Kể từ ngày cô Miên đi, đã trôi qua được vài tháng, ông bà Lý dần dần thân cận được với cô chủ Hương hơn. Đã là giữa tháng 6 âm, còn một tháng nữa là tới rằm tháng 7. Ông quyết định hành động, chờ thời cơ để ra tay. Vì tháng 7 là tháng của âm hồn, âm khí sẽ rất mạnh, tiện cho âm mưu của ông. Vào một ngày đẹp trời, ông bà Lý được cô chủ Hương đưa cho một sắp giải, kêu may áo dài cho cô. Ông được miễn hết công việc ở nhà khi được may áo dài. Ông đi về căn nhà của cô Miên thì bỗng có tiếng gọi của cô chủ Hương ở đằng sau. Ê, cho tao theo mày á, xem cách may áo dài, chỉ cho tao với. Lần này cô ta đi có một mình, không có gia đình đi theo. Nhận thấy thời cơ tốt, ông chấp nhận ngay. Vừa đi, trong đầu của ông đã tỉ mỉ lên kế hoạch của mình. Những nỗi nhục của mấy tháng qua, hôm nay ông sẽ giải quyết cho xong. Khi về đến nhà, ông vẫn điềm nhiên. Cô chủ Hương thì ngồi ở trên giường, còn ông ba Lý thì cắt giải ở cái bàn mới được ông Lý trưởng cho. Ông cứ cắt cắt đo đo, cho ông kêu cô chủ Hương lại. Ở cô chủ à, muốn học mai thì lại đây, tôi chỉ cho cắt giải nè. Câu này quan trọng nhất, cắt sai là hỏng cả tấm giải đó. Nghe bà Lý gọi, cô chủ Hương đang ngồi trên giường chạy lại ngay, không nghi ngờ gì cả, cúi đầu xuống nhìn theo tay của ông cắt. Rồi đột nhiên ông dừng lại, nhìn qua nói: còn một ít giải thừa, cô cắt theo cái đường tôi vẽ, xem coi tay có rung hay không. Không một chút nghi ngờ, cô chủ Hương cúi người xuống cầm kéo lên định cắt, thì bỗng thấy đau nhói ở phía sau gáy. Cô ta đổ vật xuống nền nhà mà không biết vì sao. Ở phía sau cô ta, ba Lý cầm một cây gỗ không biết lấy từ đâu, mắt hằn lên vẻ ác độc, miệng nhếch lên trông thật ghê rợn. Miệng thì lẩm bẩm: Nợ máu thì phải trả bằng máu. Ông đợi trời tối, cô chủ Hương đã tỉnh, miệng bị nhét chải, tay chân bó chặt không cục cựa được. Ông ba Lý dắt cô đi đâu mà cô không rõ, cô chỉ cảm nhận được đang di chuyển và có người dắt đi. Cô lại tiếp đi trong mệt mỏi, đến khi mở mắt ra thì nằm ở trong một căn nhà quan, không có ai cả. Cô thấy ba Lý đi vào, trên tay cầm một củ khoai lang nướng. Ông ta vừa mới lấy miếng vải nhét trong miệng cô ra thì cô đã gào lên: Mày muốn làm gì tao? Cha tao mà tìm được á thì tao giết cả nhà mày, tao róc xương mày, nhanh thả tao ra. Nghe cái tiếng chanh chua của cô ta, ba Lý dùng tay giả một cái thẳng mặt rồi quát lớn: Cầm cái miệng lại, nếu nói nửa lời nữa tao cắt cổ mày luôn đó. Há miệng ra, ăn cho hết củ khoai này, không ăn thì coi chừng tao đó. Nói xong, ba Lý đút củ khoai vào miệng cô chủ Hương. Cô ta lắc đầu, sợ bị đánh cho nên không dám nói nữa, nhưng kiên quyết không ăn. Ba Lý đưa tay lên vuốt mặt, rồi dần dần vuốt xuống ngực cô ta, miệng cười lớn nói: Đúng là cái 18, già dẻ mịn màng, hưởng tâm thần như thế này thì có chết cũng đáng. Miệng nói, tay thì bắt đầu đưa lên. Thấy hành động của ba Lý, cô chủ Hương quýnh lên khóc lóc: Tao ăn, tôi ăn, xin ông tha cho. Vậy có phải ngoan hay không? Nhớ, lần sau không có như hôm nay nữa đâu, lần sau là tao làm thật đó. Ông ba Lý dọa được cô chủ Hương cho nên yên tâm. Cho cô ta ăn uống xong thì bịt miệng lại, kêu muốn đi vệ sinh thì cứ nói. Cứ thế mà đêm đi, ngày nghỉ, không biết ông ta đưa cô đi đâu. Mà hơn 2 ngày sau, trong đêm đen có hai người lần mò trong bóng tối. Vì đã quá quen thuộc vào những ngày qua, cho nên ông ba Lý cởi trói chân cho cô chủ Hương, cột dây vào tay dắt cô ta đi, giống như chắc trâu vậy. Ngày nghỉ đêm đi, cứ như vậy mà cuối cùng hai người cũng đến được cái nơi, chính là ngôi làng quê nhà của ông ba Lý.
Ông dẫn cô chủ Hương lần mò về lại căn nhà cũ của mình. Nơi này vẫn không có ai, lão Hoàng đã niêm phong cửa rồi. Lâu không có người ở cho nên cỏ mọc tùm ở ngoài cổng, xung quanh rêu móc bụi bám, màn nhện chăn đầy khắp lối. Ba Lý tìm cách leo vào trong, lưng cõng theo cả cô chủ Hương. Phải khó khăn lắm hai người mới vào được bên trong. Trong nhà bây giờ đã tồi tàn lắm rồi, không có dấu chân người, bụi bặm phủ khắp mặt đất. Ông kéo cô chủ Hương về căn phòng may của mình, đóng kín cửa lại, đốt lên một ngọn nến nhỏ. Ông che kín mọi ngóc ngách trong căn phòng, tránh để cho ánh sáng lọt ra bên ngoài. Cô chủ Hương được ông Ba Lý trói ở trong góc, bị dắt đi hơn nửa tháng trời. Cô ta không còn chanh chua như trước. Mấy ngày đầu còn to giọng, bị ông Ba Lý dọa, dần dần không dám ho he nữa. Cô ngồi đó, miệng bị nhét chạy. Cô nhìn thấy ông Ba lấy trong tay nải ra một tấm gỗ có khắc mấy chữ nôm, đặt lên cái bàn thờ phía trên cao trong căn phòng. Rồi cô thấy ông thắp hương, ông khóc. Cô nghe ông ta nói: "Tổ tiên ơi, con bất hiếu vô năng, công sức gầy dựng bao nhiêu năm nay đổ sập ở tay con. Con phải trả thù, trả thù cho vợ con." Khóc một hồi, Ba Lý lấy tấm vải của ông nội để lại, bắt đầu đo đo cắt cắt. Ông đang tạo hình một chiếc áo dài, một chiếc áo dài độc ác nhất, cũng là chiếc áo dài đẹp nhất thế gian. Cứ thế mà ông say mê quên cả đêm tối. Tới sáng ông không dám ra ngoài mà chỉ ở trong căn phòng đó. Lương thực ông chuẩn bị rất nhiều. Cứ thế mà ngày ngủ, đêm mai áo dài, ông tỉ mỉ đến từng chi tiết, từng đường nét. Ba hôm sau thì chiếc áo dài cũng được hình thành. Nó rất đẹp bởi sự tỉ mỉ và họa tiết ở trong đó. Còn 3 ngày nữa là đến tháng 7 âm, ông quyết định hành động. Ông chuẩn bị thùng gỗ tròn chuyên dùng để nhuộm. Đợi đến nửa đêm, khi ánh trăng đang sáng dằn dặc, không gian im lặng, tay ông cầm một con dao sắc lẹm, tiến dần tới nơi trói cô chủ Hương. Bây giờ cô ta giống như một người đang bị đem ra pháp trường vậy. Quần áo bị lột sạch hết, bị trói đứng dựa vào cây cột mà ông Ba Lý đã dựng sẵn. Cô ta chỉ biết ú ớ kêu la qua cái miệng bị nhét chẻ. Ánh mắt như muốn nói rằng hãy thả tôi ra, nhưng Ba Lý phớt lờ. Phía dưới chân cô, ông ta kê một tấm ván có một cái lỗ sẵn, bên dưới lót một cái thùng gỗ nhuộm. Ba Lý tiến lên, miệng ông ta nói: "Mày có chết cũng không hết tội đâu. Tối giờ 18 mà tâm hồn độc ác như một con rắn độc. Mày nhìn xem mặt tao, mày làm ra như thế này. Khuôn mặt của cô Miên mày làm ra như thế nào. Cả đời người con gái chỉ mong kiếm được một tấm chồng để nương tựa. Mày tàn phá khuôn mặt họ không còn cái gì. Một bên ngực mày cũng rạch đi mất. Bây giờ cô Miên không biết ở nơi nào. Hôm nay tao sẽ dùng máu của mày, dùng dòng máu nóng này để nhuộm chiếc áo dài đẹp nhất cuộc đời mà tao làm. Sự độc ác của mày sẽ phải trả giá." Bây giờ nhìn lại, ông Ba Lý tay lầm lầm con dao, tiến đến đâm một nhát nhẹ vào ngực cô chủ Hương. Tuy nhiên, ông chỉ đâm để cho máu đổ chảy xuống phía bên dưới cái thùng nhuộm. Cô ta vẫn còn sống. Ngày qua ngày, ông cứ tiếp tục dùng dao đâm vào một chỗ như vậy cho máu chảy ra. Bây giờ nhìn lại thì cô chủ Hương không khác gì một ác quỷ. Vì đau đớn cục cựa, tay chân rướm máu, tóc xõa ra, trên miệng rên lên từng tiếng hầm hừ, nghe ghê rợn vô cùng. Cứ thế mà hai ngày, máu chảy ra, dần dần tích tụ xuống phía bên dưới cái thùng nhuộm. Cô chủ Hương bây giờ chỉ còn thôi thớp thở để cầm chừng, máu vẫn còn chảy ra. Ba Lý đứng đó, miệng nhếch lên cười. "Sắp tới rồi, lão Hoàng, mày sẽ trả giá cho những gì mày gây ra cho gia đình tao." Tấm áo dài đã được nhuộm đỏ, nhưng vẫn chưa phải lúc lấy ra. Ba Lý móc chải ở trong miệng cô chủ Hương ra, miệng cô ta nói lên từng hơi: "Giết tao đi, mày nhanh giết tao đi. Tao làm ma làm quỷ cũng không tha cho mày đâu. Tao nguyền rủa mày chết,
cả nhà mày chết, nhanh giết tao đi. Những lời nguyền rủa của cô ta càng cay độc, thì tấm áo dài hình thành, nó sẽ mang một lời nguyền mạnh hơn. Ba Lý không nói gì, cứ để cô ta như vậy. Đêm nay cô chủ Hương chỉ còn thở khò khè đứt đoạn. Ba Lý tiến đến, trên tay cầm con dao. Ông lại làm như mọi hôm, nhưng hôm nay là đêm cuối cùng. Ông dùng dao móc hai mắt cô chủ Hương ra. Cô ta đau đớn không còn sức để rên la nữa. Đã ba ngày hành hạ cho đến bây giờ chỉ còn thôi thớp. Nếu có ai lúc này nhìn vào cô chủ Hương thì cô ta như một con ác quỷ thật sự. Hai hốc mắt đen ngộm, máu chảy lên láng, miệng gầm gừ như một con dạ thú. Sau khi móc mắt cô ta, bà Lý đứng đó miệng nói: tạm biệt, có kiếp sau thì đừng ác độc như vậy nữa. Nói xong, ông đâm thẳng một con dao vào tim cô chủ Hương. Máu vẫn chảy ra, một mùi tanh tưởi bay quanh khắp căn phòng. Bà Lý mặc kệ, cứ đứng im mà nhìn từng dòng máu nóng cuối cùng chảy ra, cho đến khi không còn một giọt nào. Cô chủ Hương đã chết, miệng vẫn há ra như muốn nguyền rủa Ba Lý thật nhiều. Ba Lý cầm con dao rạch ngay trước ngực của mình một đường thật sâu. Ông cúi xuống cho máu chảy vào cái thùng nhuộm, tay thò vào đảo đều tấm áo dài. Lúc này nếu như nhìn vào, tấm áo lấp lánh đẹp một cách kỳ lạ. Miệng của Ba Lý lẩm nhẩm từng câu: dùng máu chính ta, dùng mạng của người nhuộm thành tấm áo này. Có chết ta cũng mãn nguyện. Đây là tấm áo dài đẹp nhất đời mà ta từng mai. Lúc bấy giờ, trong ông giống như già đi rất nhiều. Tấm áo dài vẫn nổi lên bền trên cái thùng nhuộm. Nó đỏ thẫm, bóng loáng, trông như có linh tính vậy. Nó rung rinh như một người con gái đang nhảy múa theo từng câu nói của ông bà Lý. Sau khi làm xong mọi việc, Ba Lý để tấm áo dài bồng bềnh trong thùng đựng máu đó. Điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ra. Máu ở trong thùng bắt đầu cạn dần, cạn dần, dần lộ ra lớp đáy của cái thùng. Máu sẽ bị hút sạch sẽ không còn một dấu tích. Lúc này nhìn vào ông Ba Lý như một lão già, tóc đã bạc đi gần hết, mặt mũi nhăn nheo, cộng thêm mấy vết sẹo làm cho khuôn mặt của ông kinh khủng hơn bao giờ hết. Ông lấy tấm áo dài ra khỏi cái thùng nhuộm, đưa lên trước mặt. Bây giờ tấm áo dài đang bay phất phơ, trong khi căn phòng kín không hề có gió. Nhìn máu nó đỏ chót, không có một vết nhăn nào, thẳng nuột nà như nhung vậy. Đúng là một kiệt tác hoàn hảo. Ba Lý cứ vậy mà đứng đó nhìn nó đến say mê, quên cả giờ giấc. Dường như tấm áo này có một sức hút rất kỳ lạ, như một người con gái yếu mềm ai cũng muốn che chở vậy. Ông ngắm nghía một hồi lâu, rồi bắt đầu gói ghém nó cẩn thận vào trong chiếc hộp mà trước đây ông đã đựng công thức làm chiếc áo dài, đặt ngay ngắn vào đó. Xong xuôi, trên miệng ông nở ra một nụ cười thỏa mãn. Ông ôm cái hộp đựng chiếc áo vào lòng, tay vuốt ve, miệng thủ thỉ như nói chuyện với một người bạn dông niên. Ngày này cũng đến rồi, mong là mày phát huy tác dụng như lời ông cha tao nói. Xong đâu đó, Ba Lý nằm ra sàn ngủ một giấc thật lâu. Dường như sự hận thù lấn át tâm trí của ông bấy lâu nay, ông cứ dậy nằm đó cho đến khi trời tối mới tỉnh dậy. Mặc vào người một tấm áo choàng có mũ trùm đầu, tay ông ôm cái hộp đựng tấm áo dài, nhìn ngó xung quanh không có ai, ông trèo tường đi ra. Ông tìm đến nhà lão Hoang. Hôm nay nhà lão có làm cỗ cúng rằm và mời anh em họ hàng đến rất đông. Ba Lý đứng từ xa nhìn vào trong đó. Ông từ từ đi đến. Trước cổng có hai người gia đình đang đứng đón khách. Thấy Ba Lý ăn mặc lôi thôi, lại còn trùm đầu, hai tên gia đình tưởng là ăn mày cho nên quát: Ê, cái thằng này, biến đi chỗ khác. Chỗ nhà ông Lý trưởng mời khách, mày ở đâu mà tới? Không biến tôi đập cho que do bây giờ. Cái tên vừa mới nói ra cũng chính là tên mà đẩy vợ con ông xuống sông. Nghe hắn quát, ông đưa cái hộp tấm áo dài ra,
Rồi tự tốn nói: À, dạ thưa hai anh, có người nhờ tôi đưa cái hộp này cho ông lý trưởng, mong là hai anh gửi giúp cho ông ấy. Nói xong, ba Lý đưa cái hộp gỗ đựng tấm áo dài ra. Một trong hai tên đưa tay ra nhận lấy. Chúng vẫn nghi ngờ vì tự nhiên ở đâu đó lại có một người đến đưa một hộp quà mà không rõ là tên tuổi của ai. Một trong hai định đưa tay mở hộp đó ra thì ba Lý ngăn lại: Nè, đừng có mở ra. Thật sự không có gì nguy hiểm đâu, nhưng đó là một thứ rất quan trọng đối với ông Lý. Nếu mà hai anh làm trễ nãy đưa đến tay của ông ấy, tôi e rằng khi biết được, ông sẽ rất giận các anh đó, có khi ăn đòn như chơi đó. Câu dọa của ông ba Lý có tác dụng ngay. Tên gia đình định mở ra vẫn e ngại chưa dám mở. Hắn cũng sợ mở quà của hậu Lý ra, ngày ấy mà biết được thì to chuyện, nhưng lỡ bị lừa thì làm sao. Đang phân vân giữa hai ý nghĩ thì ông ba Lý lại lên tiếng: À, nếu mà các anh sợ cứ đưa vào cho ông lý trưởng đi, tôi đứng ở đây chờ, có gì sai tôi chịu cho. Nghe ông ba Lý nói như vậy, hai tên kia mới yên tâm. Một tên xách cái hộp đựng tấm áo dài đi vào bên trong, tên còn lại đứng canh cổng nhìn chăm chăm vào ông ba Lý. Một lúc sau, tên gia đình kia đi ra, trên tay trống không, nhưng khuôn mặt của hắn hầm hầm, trên má có một dấu tay đỏ ẩn. Hắn nhìn thấy ông ba Lý thì quát to: Mẹ nó, gửi cái gì á cũng không nói rõ ràng ra, làm cho tao bị ăn tát quan đây nè. Cút, không á là tao đánh quẹ dọn bây giờ. Đúng là suối quẩy mà, ở đâu ra không biết nữa. Đứa nào gửi cho mày vậy? Ba Lý chưa biết gì thì bị tên gia đình ấy chửi và đuổi đi. Mặt đơ ra nhìn tên đó rồi nói: Ờ, tôi chỉ là người đưa đến đây thôi, chứ tôi cũng không biết bên trong có cái gì hết. Còn người nhờ tôi thì tôi cũng không biết là ai. Thôi tôi có chuyện, tôi đi trước nha. Không đợi hai tên gia đình phản ứng, ba Lý chạy nhanh ra xa, rồi lẫn vào con ngõ nhỏ ở gần đó. Ông núp ở một góc, quan sát thật kỹ ngôi nhà của lão Hoang, không rời mắt. Về phần lão Hoang, hôm nay hắn mời những người thân thích của hắn đến để ăn cỗ. Hắn làm vài cái mâm thật linh đình, đang vui vẻ tiếp khách thì thằng gia đình chạy học tóc vào: Ông chủ ơi, có người gửi quà cho ông chủ nè. Đang nói chuyện say sưa bị thằng hầu cắt ngang. Lão Hoang rất bực bội, nhưng hắn vẫn giữ thể diện để cho mọi người thấy hắn là một người yêu thương tôi tớ như thế nào. Hắn nói khẽ: Có chuyện gì mà mày quýnh quăng lên vậy? Quà cáp gì ở đây? Dạ thưa ông chủ, có một người nói là được quỷ thác gửi quà cho ông chủ, con cũng không biết có gì bên trong nữa. Người đó nói nếu không đem vào thì sẽ ân hận á. Tên gia đình nói xong, hai tay đưa hộp quà cho lão Hoang. Lão cầm lên lắc lắc thử, nhưng không nghe thấy tiếng gì cả. Sẵn đang bị cắt ngang câu chuyện bực mình, bây giờ tên hậu lại nói không biết cái gì ở bên trong hết. Lão Hoang sôi máu lên, không còn giữ được vẻ đạo mạo nữa. Hắn quát lên: Tiên sư nhà mày, mày làm bộ nhìn gác cổng ha? Ai đưa cái gì cũng nhận hay sao? Nhà tao là nơi chứa rác à? Nói xong, hắn tát một cái thẳng tay vào mặt tên gia đình, làm cho hắn xoay mất một vòng. Xong rồi còn quát lên: Cút ra ngoài gác cổng cho tao, lần sau mà như vậy nữa tao tống cổ mày ra khỏi nhà nghe chưa. Tên gia đình chỉ biết câm nín, tay ôm má, đầu cúi chào: Dạ, con xin lỗi ông chủ, con xin phép. Đợi tên gia đình quay ra, lão Hoang mới nguôi ngoai đi một chút, bắt đầu quay qua nói chuyện với khách khứa. Cuộc vui rồi cũng có lúc tàn. Lão Hoang ngà ngà trong cơn say. Sau khi gia đình dọn dẹp xong, chỉ còn mình lão ngồi đó, mắt lờ đờ như người ngái ngủ. Lúc bấy giờ ở trên cái bàn trà mà lão đang ngồi vẫn còn có chiếc hộp gỗ để ở trên bàn. Hắn mừng mê chiếc hộp, rồi bất giác đưa tay mở nắp ra. Một cái vật màu đỏ phía trong hiện ra ngay trước mắt. Khi đưa tay cầm nó ra khỏi hộp, nó xòe ra, hiện ra trước mắt lão Hoang là một tấm áo dài màu đỏ,
bay phất phới trong căn phòng. Trời không có gió, nhưng tấm áo dài cứ bay phất phơ qua lại theo từng nhịp một, như một người vũ nữ đang nhảy múa dịu dàng, uốn éo. Trời không gió, nhưng cả căn phòng như có một luồng khí vô hình thổi phất phơ tấm áo dài. Lão đang trong trạng thái mơ hồ vì cơn say. Sau khi nhìn thấy tấm áo dài, cả hai mắt lão trợn to, miệng há hốc ra, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Lão lắp bắp nói: Tuyệt tác, đúng là tuyệt tác. Đời ta lần đầu tiên nhìn thấy một tuyệt tác như thế này. Đẹp, đẹp quá. Lão nói xong, ôm tấm áo dài vào lòng, hít hà. Chiếc áo dài không còn mùi tanh của máu, mà nó phát ra một mùi hương, hương thơm nhẹ nhàng như của một trinh nữ. Mùi hương cứ văng vẳng xung quanh mũi của lão Hoang, khiến cho hắn không rời ra được. Sau khi hắn buông chiếc áo dài ra, hắn kêu lên: Người đâu? Vào đây tao bảo, người đâu rồi? Nghe tiếng kêu của lão, mấy tên gia đình đang làm việc ở phía bên ngoài chạy vô, trong đó có cả hai tên gia đình canh cổng. Lão Hoang nhìn cái tên bị hắn đánh lúc chiều, hỏi dồn: Cái này ai đưa cho mày? Nhớ mặt mũi của hắn ra sao hay không? Thấy lão chìa ra tấm áo dài đỏ về phía mình, tên gia đình sợ bị ăn đánh nữa, cho nên hắn thụt người lại, rồi vội vàng lên tiếng: Con xin lỗi ông chủ, con không biết họ là ai. Ông tha cho con, lần sau con không đưa mấy cái thứ đồ đó vô cho ông nữa. Ông tha cho con đi. Nghe tên gia đình nói, lão biết hắn sợ ông trách, cho nên nhẹ giọng: Tao không có trách mày đâu. Tao hỏi mày là ai đưa cái hộp quà này tới. Cái món đồ này đúng là cái thứ mà tao đang cần tìm đó. Hôm nay mày có công lớn đó. Nói rồi, lão móc trong túi ra hai hào đưa cho tên gia đình, dưới con mắt thèm thuồng của mấy tên còn lại. Hắn ngại chưa dám nhận, nhưng lão Hoang nạt lên: Cầm lấy đi. Khi nào mà gặp cái người đưa cái này thì mày dẫn về đây cho tao nghe chưa. Thôi ra làm việc tiếp đi. Được cho tiền, lại được khen, tên gia đình quên đi cái tác lúc chịu mà vội vàng nịnh nọt: Dạ con cảm ơn ông chủ. Lần sau mà con gặp được nó, nhất định con sẽ dẫn người đó về gặp ông. Hắn vừa nói vừa vỗ ngực làm tin. Sau đó cả đám đi ra bên ngoài, chỉ còn mỗi lão Khoan ngồi đó, trên tay vẫn mừng mê chiếc áo dài, mắt không rời nửa bước. Hắn xăm soi từng chi tiết một, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: Đúng là tuyệt tác hiếm có, tuyệt tác. Vừa nói vừa cười. Nếu như ai nhìn vào có lẽ lão ta bị điên mất rồi. Tự nhiên nhìn vào một cái áo dài rồi cười lên hình hệt như vậy. Trời về khuya, gia đình đã tắt đèn đi ngủ hết. Lão Hoang cũng đã nằm ở trên giường. Nhưng hôm nay, phía bên tay phải của hắn ta, trên bức tường bên cạnh, hắn treo một chiếc áo dài phất phơ ở ngay đó. Trong đêm tối, cộng thêm ánh đèn mờ mờ hư ảo, một chiếc áo dài đỏ cứ vậy mà dập dìu bay lên, bay xuống. Lão Hoang đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên bên tai có một luồng hơi nhẹ khẽ thở vào tai của lão, khiến cho lão thấy nhộn nhột. Choàng tỉnh dậy, lão mở mắt ra thì thấy tấm áo dài không biết từ khi nào mà đã rơi nhẹ ngay bên cạnh cái gối nằm của lão rồi. Và điều khiến cho lão sững sờ là tấm áo dài nó nằm theo chiều dọc, cứ như một người nằm ở bên cạnh vậy. Lão cũng hơi khó hiểu tại sao nó rơi từ trên cao xuống thì phải dồn lại thành một đống, sao lại nằm thẳng ra được như thế này. Khá thắc mắc nhưng không nghĩ ra đáp án, lão chép miệng một cái rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tấm áo dài lão gấp gọn lại để ở kế bên, ngay bên đầu giường. Lão lại chìm vào giấc ngủ say. Quá nửa đêm, cả không gian đang yên giấc nồng. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho lão Hoang rùng mình, thức giấc vì lạnh. Lão vội vàng mở mắt ra. Điều khiến cho hắn giật mình lúc này là nằm ngay bên cạnh có một người con gái đang mặc chiếc áo dài đỏ của hắn. Mắt đang mở nhìn về phía hắn mỉm cười. Hắn giật mình đánh thót một cái, ngồi bật dậy, hai tay xoa xoa đôi mắt của chính mình. Nhưng đúng là có một người con gái đang nằm đó. Lão kêu lên: Cô lại, tại sao lại vào được trong đây? Tấm áo dài này là của tôi, không phải của cô. Mau cởi ra trả lại đây cho tôi, nếu không tôi kêu gia đình trói gô cổ cô bây giờ.
Lão Hoàng nói xong, mắt nhìn đăm đăm về phía cô gái. Cô ta nằm ở trên giường, người mặc một tấm áo dài đỏ, khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng ngần, cộng thêm chiếc áo dài đỏ kia làm nổi bật lên trong đêm tối dưới ánh đèn mờ ảo. Cô ta cứ như vậy nhìn lại Lão Hoàng rồi bất giác cười lớn. Em là nó, nó cũng là em. Giọng cô vang lên, điệu cười có phần ma mị trong màn đêm. Nếu ba Lý đứng đây có thể nhận ra được, đó là cô chủ Hương. Và tại sao cô ta chết rồi mà vẫn còn nằm đó? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó chính là quan hồn của cô ta đang hiện hữu trở về, mặc chiếc áo dài nhuộm bằng chính máu tươi của mình. Lão Hoàng không hiểu cô ta nói như vậy là ý như thế nào. Lão lại càng bực bội hơn khi tấm áo dài quý giá của mình bị người khác mặc vào. Lão chạy lại, toàn mở cửa ra quát lên. Người đâu? Người đâu rồi? Vào đây tao bảo coi, có trộm đây. Mấy tên gia đình đang ngủ ngon giấc, nghe Lão Hoang gọi toáng lên là có trộm, thì lật đật chạy ra, tay cầm lăm lăm khúc gỗ, miệng quát to. Trộm đâu ông chủ? Đứa nào to gan dám vào nhà mình ăn trộm vậy? Lão Hoang thấy có người, cho nên quay vào nhìn lên giường. Cô gái vẫn nằm đó. Hắn chỉ tay vào cô ta nói. Cô ta kìa, cô ta trèo lên giường của tao nằm, còn lấy áo dài của tao mặc nữa, trói cô cổ lại cho tao. Nghe lão nói và chỉ tay về cái giường, ba bốn tên gia đình nhìn theo. Nhưng rõ ràng là ở trên giường chỉ có một tấm áo dài đỏ thẫm đang trải dài như một người nằm trên đó vậy thôi, chứ làm gì có ai đang nằm. Bọn họ khá thắc mắc, nhưng sợ lão trách cho nên không dám lên tiếng. Lão Hoang lại nói. Tụi bay mù sao còn đứng đó, bắt trói nó lại cho tao, nuôi cơm tụi bay tốn thật. Nghe Lão Hoang thúc giục, cả bốn người nhìn nhau. Rồi có một người trong đám gia đình đi lại giường, nhìn ngó thật kỹ rồi quay ra, đứng trước mặt Lão Hoang, miệng lắp bắp. Ông chủ à, rõ ràng là trên giường không có người con gái nào hết, chỉ có tấm áo dài đang trải trên ra thôi mà. Hắn nói xong thì lui xuống nhanh, sợ lại bị ăn tát. Lão Hoang nghe nói thì tức sùi bọt mép quát lên. Tụi bay mù hết rồi sao? Nó nằm rành rành ra trên giường tao đó, đúng là một cái lũ ngu mà, thấy con gái không dám đụng tay à? Lão quát xong thì nhìn lại, nhưng mà bất ngờ ở trên giường lúc này làm gì có ai nằm, chỉ có một tấm áo dài nằm đột theo chiều dài của giường mà thôi. Lão Hoàng khá khó hiểu, đứng ngẩn tò te ra đó, miệng lão lẩm bẩm. Không lẽ mình qua mắt rồi sao? Hay là lúc chiều uống rượu nhiều quá? Miệng nói ra câu đó coi như an ủi khi nãy lỡ quát bọn gia đình, tay vỗ đầu ra vẻ khó hiểu. Chắc tại tao uống rượu nhiều quá cho nên sai thôi. Tụi bay về ngủ đi. Được lão cho về ngủ, cả bốn người như được khai ân, chạy thật nhanh, sợ đứng đó lại bị ăn chửi nữa thì mệt. Còn Lão Quang đứng đó vẫn ngờ vực, vì lúc nãy rõ ràng có một người nằm mà. Không tìm được câu trả lời, lão đóng cửa lên giường nằm tiếp. Và lần này lão chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Ở bên tai của lão bỗng vang lên một nụ cười khúc khích của một người con gái. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Áo Dài Ma. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.